Bão Trà My khả năng tương tác với một cơn bão khác gây mưa rất lớn ở miền Trung. Tại cuộc họp ứng phó với bão Trà My được Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức trong sáng 25 tháng 10 tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều 24 tháng 10, bão Trà My đã đi vào vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 6 trong năm 2024. Hiện nay, ngoài khơi phía đông của Philippines xuất hiện một áp thấp nhiệt đới, dự báo trong 48 giờ tới sẽ mạnh lên thành bão và di chuyển đến phía đông bắc của đảo Luzon, khiến bão số 6 chịu tương tác của bão đôi và suy yếu đi. Hoàn lưu bão số 6 tương đối rộng, mây đối lưu lệch về phía tây nên bắc và giữa biển đông sẽ chịu tác động của gió mạnh. Ông Nguyễn Văn Hưởng chia sẻ, với hướng di chuyển của bão như dự báo hiện tại, khoảng chiều 26 tháng 10 ở vùng biển Trung Bộ có thể có gió mạnh cấp 6 đến 7. Sau khi bão tiến gần gió tăng lên cấp 8 đến 9, khu vực đảo Lý Sơn cũng có gió mạnh tương tự. Theo tính toán sơ bộ, với hoàn lưu mây lệch về phía tây, khả năng tối và đêm 26 tháng 10 đến ngày 29 tháng 10, bão Trà My gây mưa lớn ở Trung Bộ, từ Hà Tĩnh trở vào Bình Định, Phú Yên, vùng mưa lớn tập trung ở Quảng Trị cho đến Quảng Nam, Kon Tum và Gia Lai, lượng mưa ở khu vực này có thể lên tới 200-300mm, không loại trừ khả năng có những khu vực mưa với cường suất lớn. Ông Nguyễn Văn Hưởng nhận định, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo do ảnh hưởng của bão số 6, từ ngày 25 tháng 10 vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 8 đến 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, 89-133 km/h. Giật cấp 15, sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão 7-9m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên, đặc biệt trên khu vực huyện đảo Hoàng Sa, đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến 6 giờ 30 sáng 25 tháng 10 đã có 67.212 phương tiện, với 307.822 người biết diễn biến, hướng đi của bão số 6 để chủ động di chuyển vòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Trước diễn biến của bão số 6, quân đội đã huy động 285.480 người trong đó, bộ đội 86.019, dân quân tự vệ 199.461, 12.503 phương tiện quân sự các loại sẵn sàng ứng phó với cơn bão này. Để ứng phó với bão số 6, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện chỉ đạo chủ động ứng phó bão số 6. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành công điện gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận về việc ứng phó với bão ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao cũng đã có công hàm gửi các quốc gia, vùng lãnh thổ đề nghị tạo điều kiện, hỗ trợ ngư dân tránh trú. Các bộ Quốc phòng, Giao thông Vận tải, Công an đã có công điện về việc ứng phó với bão.